đường này vào trong xóm nhỏ, ở đâu về đây sao anh chẳng biết đường? Dạ tôi ở nhà bè xuống đây thăm chị xuôi. Sao làng xóm hôm nay đổi khác quá chừng? Ý vậy mà nãy giờ tôi nhìn thật Soli 1000S em bác nhá, nhưng mà hàng rất đặc biệt ạ, rất đẹp. Hàng em múc thẳng cái nhiệt về điện 120 phiên bản này và Xuân Mỹ ạ. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tất cả đồ mạ đẹp lõn ạ. Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa nước. Nhộn nhịp trong tràn tràn không từng biến riêng. Xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, đừng để nghe đạn pháo rơi thật. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi